Gửi lời chào của em An đến tất cả chị và thân yêu. Hôm nay chủ nhật, vì vậy mà em An xuất hiện trong một trang phục rất đơn giản thôi. Vì vậy mà anh chị xem video qua kênh YouTube của em An, nếu thấy không thoải mái, không thích hợp thì cũng thông cảm cho em An anh chị nhá. Ngày thường thì em An ăn mặc rất là ok luôn, chỉn chu luôn. Thì ngày hôm nay em tại vì có một mẫu xe mới nhất vừa về và em cũng lên sóng luôn. Giờ này thì cũng hơn 5 giờ rồi. Đó, chiều chủ nhật rất là mát mẻ luôn tại khu vực quay của em An. Thì ngày hôm nay em Hoàng An sẽ giới thiệu anh chị một chiếc xe khá đẹp và độc đáo. Một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi. Nói vui là gầm cao máy thoáng đấy ạ. Rộng rãi đúng không ạ? Một mẫu xe 5 chỗ ngồi rất rộng rãi. Màu vàng đồng, một cái màu cũng rất lạ. Và chiếc xe này chính là chiếc Hyundai Tucson sản xuất 2015 và đăng ký lần đầu 2016. Hàng nhập Hàn, máy 2.0 và đây là bản full xăng. Full xăng thì rất nhiều option như là cửa sổ trời toàn cảnh, ghế điện. Đấy, hai ghế đấy, cốp điện luôn. Một cái màu rất là lạ. Và nhắc đến túc mà là bản nhập thì thực sự ra rằng không có gì để bàn về khả năng trải nghiệm ạ. Cực kỳ là cách âm tốt, đầm rất là chắc đấy. Bản này 2.0 luôn chị nhá. Máy xăng, form dáng còn rất đẹp. Màu vàng đồng cũng rất là lạ luôn. Và chiếc xe này thì odo mới có 55.000 km thôi. Rất là mới, rất là mới đó. 2015 và đăng ký 2016, rất đẹp nhá. Giá bán để tham khảo cho mẫu xe đang là 695 triệu. Và em sẽ giới thiệu ngay phần đầu xe. Thì phần đầu xe ở bản full xăng này sẽ là cụm đèn pha dạng full LED. Đó. Full LED anh chị nhá. Full LED và ở bản này cũng có rửa đèn cho anh chị luôn, rửa đèn luôn. Đấy, rửa đèn luôn. Đó. Phần đầu xe khá đẹp đúng không ạ? Phần đầu xe khá đẹp luôn. Đó. Rửa đèn luôn anh chị nhá. Đó. Rất đẹp luôn, cụm đèn pha full LED, có giải LED định vị. Dưới này chắc là mấy giải LED định vị đó. Phần đầu xe màu này cũng rất là lạ đúng không ạ? Mặt ca lăng thì mạ chrome rồi, rất là biểu tượng của Hyundai. Đó. Tất cả vì sao mỗi một chiếc xe em An luôn luôn chạy thử để mình cảm nhận được chiếc xe đó chạy có tốt hay không, có ngon hay không. Đó, và em sẽ giới thiệu ngay phần động cơ đi. 2.0. Bản này bản full xăng option rất là nhiều luôn. Đó. Rất là nhiều luôn. Đây, mời chị tham quan nhé. Đây, quá mới đúng không ạ? Và mọi chi tiết còn nguyên bản tuyệt đối. Máy xăng thì nó sẽ rất là êm ái, rất là êm ái. 2.5 thôi nhưng mà cái công nghệ nó rất là đầy đủ rồi ở trên bản này. Những mẫu xe đời mới nhất bây giờ thì cũng chỉ là những cái công nghệ như vậy thôi. Đầy đủ những cái công nghệ, tính năng an toàn, túi khí, hệ thống điều hòa, giải trí cũng giống nhau, không khác gì cả. Đôi khi an toàn cũng đầy đủ, hệ thống đèn pha, đèn hậu giống nhau. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn. Rất là nhiều. Đó, rất là nhiều anh chị nhá. Đấy. Rồi phần thân xe. Anh chị có thể thấy sử dụng bộ mâm đúc la răng khá đẹp mắt đúng không ạ? Mâm phay dạng mâm 18. Đó, vỏ còn rất đẹp và dày luôn. Đây. Vỏ còn rất đẹp luôn. Đó. Các chi tiết góc cảng đây rất khít và đẹp luôn, anh chị thấy không? Và ở Tucson thì anh chị có thể thấy các thế hệ thì đều có những cái chi tiết mủ này, mủ đen này chạy quanh xe nhé anh chị nhé, chạy quanh xe mủ đen. Đó. Các bậc lên xuống đây, các bậc lên xuống rất là mới và đẹp luôn. Đó. Các bậc lên xuống đây. Đó. Ok. Đó. Phần đây tay cửa thì cũng đã tay cửa mạ chrome sẵn rồi và có khóa cảm biến thông minh cho anh chị, lẹp kính inox này, vè mưa này. Phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi, rất là đầy đủ. Ở trên đây thì có một cái gác mui nhỏ đó, tạo cái gì đó rất là khỏe khoắn cho chiếc xe đúng không ạ? Rất là trường xe luôn. Chủ xe vào lắp bình xăng, cũng có khá nhiều đồ chơi. Xe thì về cơ bản đẹp, chuẩn chỉ luôn. Này thì chủ xe độ lipo sau cho anh chị này, lipo trước và lipo sau. Trước là độ body trước, dưới lipo này, chủ xe độ này. Đấy. Hai cảm biến sau rồi đèn phản quang. Rất là đầy đủ. Lúc 2.0 nhá anh chị nhá. Bạn này bản full có hai ghế điện luôn. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Đó. Gầm thì em chưa có rửa anh chị nhá. Gầm thì chưa có rửa đâu. Đây. Phần đèn hậu sau cũng là dạng đèn LED luôn, LED 3D. Đấy, rất đẹp. Đây là bản 2.0. Màu này rất là lạ và rất là hiếm gặp đấy ạ. Cam lùi tích hợp sẵn rồi. Đây cho anh chị xem cốp điện ha.
Đó, cốp điện đây. Đấy, cốp điện. Đấy. Rất hay đúng không? Rất xịn sò rồi. Đó. Chuẩn chỉ từng chi tiết ốc một. Đó, nguyên bản hết. Tất cả là bao tuyệt đối, vấn đề đâm va thủy kích. Đấy, tất cả những chi tiết rất mới và đẹp đúng không ạ? Video này thì có thể ngày thứ hai và thứ ba em sẽ up lên, vì hôm nay em tranh thủ chủ nhật giờ này cũng vắng vắng khách rồi, mát rồi mình đi quay thôi. Tất cả những cái đồ nghề hay là bánh sơ cua còn nguyên bản hết. Ở đây thì có những cái cổng cắm này, giải rác này, những cái móc chứa đồ này, những cái đèn. Nói chung là mẫu 5 cộng 2 này thì mẫu 5 chỗ ngồi này thì nó quá rộng rồi. Hàng ghế kia đây anh chị có thể gặp vào, hàng ghế thứ hai anh chị gặp vào á, giống như là một chiếc giường luôn. Đấy, cốp điện này. Đấy, mới tinh nhá, đây em gặp này. Đấy, ok chưa ạ? Quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Thế giới công nghệ rồi. Ok, bên đây vậy thôi. Anh chị có thể thấy form dáng rất đẹp, sang trọng ha. Đấy, cực kỳ đẹp, màu này rất là lạ đúng không ạ? Màu này thì anh chị nào mà hợp mệnh phong thủy á, cực kỳ đẹp luôn, màu vàng đồng. À, bộ mâm 18 4 thắng đĩa ha. Nói chung là một chiếc túc này thì những cái tính năng như là ABS, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc hay là hỗ trợ lực phanh, nói chung là đầy đủ hết, rất đầy đủ luôn, không có thiếu thứ gì cả. Xe thì đang đeo biển số Kiên Giang anh chị nhé, mang biển số Kiên Giang. Đó. Đấy, khám phí thì còn đến tháng 8 2021 cho anh chị này. Đó. Ok chưa ạ? 8/2021. Rồi, quá đẹp rồi. Bây giờ thì mời anh chị vào phần khoang nội thất của mẫu xe này để cùng tham quan xem một chiếc Tucson 2015 đăng ký 2016 thì nội thất sẽ là tông màu gì. Ok, một tông màu đen sáng, đen xám hoặc màu be cũng được anh chị nhá. Đấy. Option quá nhiều luôn. Màu đen kết hợp màu xám kem anh chị nhá. Ở bản này thì có ghế điện chỉnh 10 hướng cho anh chị này. Ghế da này là ghế da theo xe nha anh chị nhá. Ghế xịn sò theo xe. Tất cả những chi tiết cửa cho anh chị coi, những chi tiết cửa nguyên bản tuyệt đối luôn. Đó. Nguyên bản tuyệt đối luôn. Đấy, các bậc lên xuống đều được chủ xe ốp inox chống trầy xước cho anh chị rồi. Đấy, ốp inox chống trầy xước. Rất đầy đủ nha anh chị nhá. Ghế thì ghế da thì theo thời gian nó sẽ có độ xuống ha. Ở đây thì đây, vô lăng ba chấu bọc da và vô lăng thì tích hợp đầy đủ chức năng âm lượng nha. Cruise control này, rảnh tay cuộc gọi này. Rất đầy đủ option rất là nhiều luôn, 5 năm ngày anh chị nhá. Đấy. Và đây, một cái hệ thống khởi động xe thì là khóa đầy đủ thông minh này, khóa thông minh này. Đấy. Một cái màn hình giải trí đã được chủ xe vào rồi, nguyên bản không có cái màn hình lớn này đâu ạ. Màn hình này thì anh chị có Việt Map chỉ đường này, vào mạng này, tha hồ luôn. Đấy. Đây, hệ thống điều hòa tự động hai vùng này, có lọc không khí này. Dưới các cổng cắm UX, USB này, cổng sạc này. Khá đầy đủ rồi. Đây, phần tay cửa này thì có lốc cửa tự động này. Cửa tài một chạm này, gương kính chỉnh điện, gương cụp trong đầy đủ hết, nói chung là rất đầy đủ. Đó, rất đầy đủ luôn. Đấy. Số ơi. Đây anh chị thấy cục cần số không rất là mới nhá. Đấy. Thắng tay điện tử này. Đấy, chế độ lái này đầy đủ này. Đó, chế độ lái đầy đủ hết. Đó. Rất đầy đủ luôn. Không thiếu thứ gì cho anh chị. Ở bản này thì đã trang bị đến 6 túi khí an toàn nhé. Rồi đến 6 loa giải trí cho anh chị luôn. Đấy anh chị thấy không? Tất cả những cái chi tiết mà em ăn chị cho anh chị đều chuẩn chỉ và đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Đấy, các táp bi cửa đây. Táp bi cửa. Đó, rất là mới. Và mỗi một cái cửa mở ra thì sẽ có một cái đèn phản quang như này. Đấy, đặc biệt cái buổi tối anh chị đi có những cái đèn phản quang này rất là tốt luôn. Đó. Nguyên bản tuyệt đối chị nhé. Đấy, những cái chi tiết keo này em bao chuẩn cho anh chị này. Keo chuẩn chỉ luôn. Em ăn thì luôn luôn được quay chi tiết cận cảnh nhất để làm sao mà anh chị có cái nhìn chuẩn nhất về một chiếc xe. Đó. Ghế ở đây thì chỉnh điện 8 hướng thôi. Đó. Hai ghế điện rồi. Nguyên bản hết anh chị nhé. Các chi tiết ốc chưa tháo mở. Ok chưa ạ? Rồi. Hàng ghế sau cho anh chị này. Đó. Trên đây thì anh chị có thể thấy đây. Có gương chống chói này, trên chân kính này. Ở đây cửa sổ trời toàn cảnh nhé. Anh chị thấy không? Cửa sổ toàn cảnh luôn. Đó, panorama VIP luôn. Đó. Thế mà thôi, cái này thì em sẽ để rằng lùi lại chút đi cho nó sáng ha.
chung là những cái đèn trần này đầy đủ hết này, trước sau này, hai ở sau thì là rải rác hai bên ha. Và đây anh chị có thể thấy hàng ghế của chiếc túc này thì anh chị có thể tùy ngã ra cực kỳ là thoải mái luôn đấy. Đây này, lại đằng sau lại có màn hình sau sau ghế lên luôn cho anh chị này. À, chủ xe vào này như đằng trước luôn đấy. Nói chung là mình có thể vào giải trí xem bật ở trên kia bật được ha. Đó. Rất là thoải mái nha anh chị nhá. Hàng ghế sau này thì anh chị có thể tùy chỉnh gập được. Đó. Ốp bậc đầy đủ hết rồi, những cái chi tiết nguyên bản tuyệt đối luôn, cực kỳ đẹp luôn. Hốc gió hàng ghế sau, và đây thì rải rác hai bên có những cái hốc đèn nhỏ nhỏ này, cũng rất là sáng, đặc biệt buổi tối thì bật lên cũng thoải mái rồi, cho anh chị đọc sách cũng được. Ok chưa? Rất thoải mái, ghế ra theo xe xịn sò luôn, 6 túi khí an toàn. Đây, quá tuyệt vời luôn. Đây thì rõ ràng ở mẫu xe này mà anh chị đi xa cực kỳ là thoải mái. Hả? Ok chưa? Đó. Đây cho anh chị quay bên cửa bên đây ha. Nguyên bản tuyệt đối luôn, tất cả những cái chi tiết này. Rất là mở đẹp, rộng rãi, cách âm cực tốt luôn anh chị ạ. Bản nhập này cách âm siêu tốt. Chạy rất là ngon luôn. 2015 thôi nhưng mà cái option nó đầy đủ lắm ạ. Ở bản này nó rất là đầy đủ luôn. Rồi. Tuyệt vời đúng không ạ? Trên đây là mẫu xe Hyundai Tucson sản xuất 2015, đăng ký 2016, bản 2.0 full xăng. Có rửa đèn, có cụm đèn pha full LED, đèn hậu full LED, hai ghế điện, 6 túi khí an toàn. Nói chung là rất nhiều tính năng option trên mẫu xe này. 695 triệu sở mẫu xe này. Và chiếc xe này còn hỗ trợ ngân hàng cho anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nhá, cảm ơn anh chị và em An. Hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Nhanh tay gọi điện cho em An để sở hữu mẫu xe siêu đẹp này. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị. Xin chào.